hai cái hình cha hình mẹ trên thế giới này, chỉ có Thiên Long Sơn mới họa ra được hai tấm tấm ảnh thật sự chân dung của cha mẹ và những vị hòa thượng cao tăng lớn của Tây Tạng hay là của Việt Nam á, ngồi thiền mà nhập định được á, thì mới thấy mới 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 tin kiệt là lời Kiệt nói. Còn người người thường người phàm thì cứ thờ Phật mẫu theo cái tượng đen đen ở Việt Nam mắc một mí là không phải, cũng phải, nhưng mà có thể mẹ hiện vô cái chân Phật mẫu, tuy vô hình vô tướng, Phật với trời không có hình tướng nha quý vị. Ở bên Pháp thì mẹ hiện ra kiểu bên Pháp, cha bên bên Phi Châu thì cha mới hiện ra da đen kiểu Phi Châu, nhưng mà Kiệt đầu thai làm người Việt Nam, cha mẹ hiện lên vậy cho nó giống giống, thì kiểu vì đó là hiện giờ là vậy nè. Thì giờ mình cha mẹ nói cho hỏi chân dung này để cho nhân loại biết để thờ. Trong lúc này những người có linh căn, những người có điển, họ quay về Thiên Long Sơn rất là nhiều, nhưng mà có người thì ở trên cho gặp, có người thì trên không cho kèn gặp, thì kiểu cũng xin lỗi nha, tại vì phải chờ cơ lộ ra hết rồi mới gặp được, chứ không phải ai muốn gặp kiện là gặp đâu. Ở Việt Nam thì có cái lệnh sắp sửa đi về, nhưng mà không biết về làm sao. Thì đúng cơ vận á là Kiệt phải chờ sư phụ, tức là Đức Thầy xuất hiện trước, thì lúc đó Kiệt mới về. Còn sư phụ mà chưa xuất hiện thì Kiệt cũng không có dám về nữa, về bị bắt làm sao, mình đâu có làm gì đâu. Nhưng mà giữa chánh và tà hai cái ý tưởng khác nhau. Anh Kiệt giải thích dùng nhân quả của thời gian sắp tới, tại vì màn này màn chót, đúng ra là trên vũ sổ mình rồi. Thì lúc đó trên á có một người con của Thượng Đế cầu xin, thì trong sấm cơ của Đức Thầy có nói xin thì hôm nay á mình mới không có bị, và đồng thời á mình bị Covid á còn nhẹ hơn là bom nguyên tử nó nổ tùm lum là để mà hủy hoại trái đất, cho nên ở trên nó mới cho mình cái Covid để thay thế, để mà gọi là sàng lọc và một cách nhẹ nhàng. Thì mình không có bị bom nguyên tử, mình bị Covid thì cũng đỡ hơn, đúng không quý vị? Mà con Covid này là do mình phá cái môi trường cho nên thành ra cái không khí nó ô nhiễm thì mình bị, và đồng thời giống như mình bị tập kích vậy đó, mình trở tay không có kịp. Xưa đó, cách đây chừng năm, Kiệt thường hỏi chích ngừa thì chỉ được có mấy tháng thôi, mà nó phải có cái nào gọi là trị tuyệt luôn á thì nó mới gọi là chặn đứng Covid. Cũng giống như những năm về trước á, người ta bị bệnh ai nó là bị sida cái là chết, đúng không, không có cứu nổi. Nhưng mà hôm nay sida nó uống thuốc hết rồi, thì cái con Covid này đâu nhầm nhò gì, chẳng qua là hai viên thuốc chưa có ra ra đời được, sắp sửa ra đời, thì lúc đó nhân loại á mới chặn đứng con Covid được. Và đồng thời á cả cái trái đất này á, những cái ác sẽ ra đi vĩnh viễn, chừa là những cái thiện và người thiện, những người ác và những quốc gia ác sẽ ra đi, nó cũng giống như chiếc tàu thầy thế nịch vậy đó. Để coi có chiếc tàu thầy thế nịch, đại khái nó cũng giống như chiếc tàu thầy thế nịch nè, là chìm luôn á. Thì từ đó đó mình sẽ lập lại một cái đời mới, rất là con người rất là văn minh và thông cảm với nhau, và sống chan hòa với nhau trong 3 4 nghìn năm về sau á, mấy nghìn năm về sau á, cùng với cái đạo thiên tâm. Thì đạo đạo của cha là của ông trời, nhưng mà học á, thì học Phật, tại vì học Phật á thì con người mới biết là mình có linh hồn, mình biết linh hồn á mình và nghiệp nha, nghiệp quả là nãy có anh đã hỏi đó, thì mình sợ nghiệp và biết có linh hồn. Cái xác của mình á nó cũng giống như một một tài tử đang đóng phim thôi, việc đang đóng phim, đang đóng vai này nè,
Đi tên này tên Kiệt Ngô chứ thật sự Kiệt cũng mấy nghìn mấy trăm nghìn tuổi rồi, đã đóng đã đi nhiều phim rồi. Thì con người mình cũng vậy, đều là dạng tái sanh. Đạo Công giáo họ không tin, đạo Hồi giáo họ không tin, đạo đạo Do Thái giáo họ không tin, chỉ có đạo Phật là tin có linh hồn và tái sanh. Nhưng mà những người bên những cái đạo đó đó bây giờ họ tin, nhưng mà trong cái kinh và những cái triết lý của họ học á, và cha ông của họ học và quốc gia của họ học về như đạo Công giáo hay đạo Hồi giáo thì khác, họ họ rất là chấp. Tại họ học là chết là về với Thượng Đế rồi, bị tội là xin tội chỗ ông cha đó, ông tha cái là hết. Nó không phải như vậy, tội là có cái nghiệp, mình phải trả cái nghiệp rồi á. Mình có linh hồn, mình tái sanh, mình tái sanh nó cũng giống như ở dạng mình giờ mình đang làm chức, mình nói giả sử như chức lớn nha, thủ tướng hay là tổng bí thư gì hay là ông bộ trưởng này nọ đi, nhưng mà mình có phước đời nay mình làm được chức đó, nhưng mà hôm nay mình làm không đúng cái chức đó thì kiếp sau á mình xuống mình làm lại một cái tù nhân hay là một cái hình phạt nào đó để nó trả lại cho kiếp này. Có những người không phải là trả kiếp này, có thể là trả kiếp này, có những người trả qua kiếp sau, nhưng mà nhân quả sẽ không bao giờ bỏ sót một cái. Một khi mình uống nước á, mình sót một chút nước ở dưới cái đáy này á, mình uống không uống hết á, thì mình cũng bị nhân quả. Thì nó có những lúc á, mình là đi xe hay đi đâu á, mình rất là khát nước, mà thèm có chai nước, hay là mình ngứa cổ, mình muốn một chút nước để cho nó không có bị ngứa cổ á, thì lúc đó không có chai nước xung quanh, thì đó là cái nhân quả của cái ngày hôm qua hôm kia mình uống chai nước dư mình bỏ đó. Thì luật nhân quả bên về chuyện lớn lớn hơn thì nó cũng giống vậy, nghiệp quả rất là rõ ràng. Cách đây một năm mấy vị nói vào khoảng khoảng thời gian này, những người mà gọi là tạo nghiệp lớn sẽ bắt đầu trả quả. Thì hôm nay á, quý vị thấy không, biết bao nhiêu những người chức sắc, những người nổi tiếng, những vị thầy rồi từ từ lộ ra hết, bị lộ hết, bị lôi ra ánh sáng hết, không còn những cái gọi là giấu nữa, làm từ thiện gian dối hay là tu giả dối đều từ từ sẽ bị dân sẽ hiểu hết. Một cái xã hội hôm nay á, là một cái xã hội gọi là một màn kịch lớn để đóng vai tất cả những vai xấu, rồi sau đó nó khi Phật xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện á, thì là mọi cái nó tốt đẹp lại, thì con người mình lúc đó đó mới 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 biết là có tâm linh. Mục đích cái kênh này có gì có là cũng mong tất cả mọi người hiểu về tâm linh, chỉ trừ những người nào học quá giỏi hay là đạo Công giáo quá cứng, hay những dân chơi thì mình không nói nha, thì họ không có chịu tin, trừ khi nào họ chết thì là hết, họ không biết, họ luôn không biết ngày mai lý do gì họ chết thì mình không nói được. Chứ còn tâm linh mà giàu cho người đó có tỷ phú có bao nhiêu tiền mà không hiểu về tâm linh, không hiểu về về cái linh hồn á, là rất là nghèo, rất là khổ và rất là tội nghiệp cho người đó. Mình gọi là rất là nghèo á, tại vì thế gian nó là phù du, nó không có cái gì gọi là vững chắc hết trơn á. Cả ngày mai á mình đi ra đường mình dính Covid hay là bị xe đụng hay là máy bay rớt một cái rầm thì tất cả mọi thứ nó cũng đi hết, hoặc là một chức vụ lớn rồi tới một người khác lên chức đó, người ta phanh phôi ra những tội gì đó rồi cũng vô tù rồi mất hết tài sản, thì tất cả đều là phù du hết. Nhưng mà những người mà trước khi bị mấy cái đó đó mà họ hiểu về tâm linh, họ hiểu về Phật, thì có thể cái nghiệp của họ sẽ bị giảm xuống nhiều lắm. Ví dụ như tội 10 thì giảm xuống nữa, thì thay vì mất ở tù thì bị mất chút xíu tiền. Chúa Giêsu cũng là con của Thượng Đế và Âm Chúa, đúng. Thì tất cả những cái ác
giống như chiếc thẻ tennis này nè quý vị, sắp sửa sẽ ra đi, sẽ để lại một cái sự phồn thịnh và vui sướng trong tương lai. Mình đã trải qua gần hơn 3 năm rồi, sắp sửa 3 năm khổ, thì gán chút xíu nữa. Chừng nào Đức Thầy xuất hiện vậy chú, trong năm 22 phải không chú? Có thể lắm. Thầy từng rồi đọc mấy cái sấm cơ á, là hồng tàn giữa mùa xuân á, thì mùa xuân này nè hoa hồng nó sẽ rụng á. Thời nay á, nhiều cái tức cười lắm. Thấy trên mạng là mấy người lao sao có vụ cái cô gì ta, cô siêu người mẫu gì đó, cô siêu người mẫu đó đó qua Mỹ, mà còn tới ngày hôm nay còn đờn cái bản đờn chống Mỹ nữa, trong khi mình đã nói khô nước miếng là mấy vị nói Việt Nam chỉ có theo Mỹ mới cứu được dân tộc Việt Nam, để mà trong lúc này nha, mình không nói phải gì lâu dài mà phải tránh tàu, phải gọi là cách ly Trung Quốc theo Mỹ, còn cổ còn đi đánh cái bài chống Mỹ nữa. Mà ngộ cái cô này cổ chống chứ thật sự mà có thằng nào già 70 tuổi mà lãnh cổ ở Mỹ, cổ đu cánh máy bay qua lại liền á. Mình chỉ nói chơi thôi, nhưng mà thấy chúng sanh nhiều lúc làm mấy chuyện nghịch đời, mấy cái đó là đi ngược lại với ý thiên đó, gọi là nghịch thiên á. Những người đi nghịch thiên không bao giờ có tương lai tốt, đó là lời Việt nói, cả từ chức cao cho tới cái người bình dân, đi nghịch thiên là không có tốt. Cái đó là nghịch thiên, tại vì mấy vị đã nói cái Kiệt lâu rồi, là cái gì, là có cái bài gì nhân nhân danh thần nữ tự do, ban truyền phép lạ ấm no cho đời, có một bài thơ Kiệt đọc đó, nhân danh thần nữ tự do, tức là nước Hoa Kỳ đó là bà nữ thần tự do đó, là nhân danh thần nữ tự do ban truyền phép lạ ấm no cho đời, tức là thượng đế sanh ra nước Mỹ để giống như một cái đàn anh vậy đó, anh hai vậy đó, để mà lo cho một đám em nhỏ nhỏ, những cái nước nhỏ. Thì hôm nay á, nước Việt có Phật Thánh Tiên đầu thai xuống rất là đông, và nước Việt trong tương lai sau khi biến thiên biến địa đó, thì nước Việt sẽ thành cường quốc, mà không biết cường quốc kiểu nào, bây giờ mình nói có thể khó ai tin lắm. Thì mấy vị đã nói như vậy để mà nước Mỹ sau này vẫn còn mạnh chứ không phải là yếu đâu, trong sấm cơ có nói. Còn Tàu á, ngày xưa 100 bộ lạc của dân tộc Việt Nam á, từ ở bên Tàu á, giữa dòng sông Dương Tử là của nước Việt, mà người Hoa Hạ là người Tàu, bây giờ là người Bắc Kinh, giờ nó cứ đánh xuống, đuổi xuống, đuổi riết cái nước Việt, giờ còn một chút xíu ở dưới, tuốt ở dưới nó đặt là miền Nam, gọi là Nam Việt, nghĩa là giống như một cái miền Nam, một cái tỉnh nhỏ của nó, thì cái chiến lược của nó đi cả nghìn năm để mà thu tóm nước Việt, cũng giống nữa thu tóm những cái nước mà ở trong nội địa hồi xưa, bây giờ nước Tàu là 5-6 nước, trong đó Mông Cổ rồi Tây Tạng lum á, thì cái đã hôm nay Tập Chứng Bình mà không có chiếm được nước Việt á, thì cháu nội nó cũng chiếm à, thì mình biết cái sự độc hại đó, thì hôm nay mình phải né. Ở bển bây giờ á, Trung Cộng nó cho chất độc nè, ở chợ gì Biên Biên gì Sài Gòn đó, rồi nó cho đóng phim Tàu ra cho mình coi nữa, thì những cái đó là toàn là chất độc không, để cho mình sau này nó dễ đồng hóa của mình, nước mình, thì mình phải hiểu mấy cái đó. Đó, nãy giờ nói lộn qua chính trị ha, thôi giờ trở lại vấn đề của mình là đạo.